Alo, xin chào anh em, chào mừng em đã đến với kênh của mình. Trước mắt anh em là hai mẫu xe Hyper Underborn được quan tâm nhất của giới trẻ, Sachi và Sonic. Hôm nay mình sẽ cùng anh em chúng ta cùng so sánh chi tiết để anh em có sự lựa chọn tốt nhất nha. Với thiết kế nhỏ gọn linh hoạt trong phố là ưu điểm của hai dòng xe này. Ngoài ra còn là vóc dáng vừa với người Việt Nam nữa. Nhưng so với lại Sachi, Sonic có phần ghi đông cao hơn, lái thoải mái hơn. Yên sau của Sonic có phần độ dốc cao hơn, nên các bạn muốn bạn gái mình lúc nào cũng ôm thì hãy chạy Sonic nha. Ngoài ra, so với thiết kế thì Sonic chúng ta chiếm trọn điểm bởi phía thiết kế góc cạnh lộ hẳn ở bên ngoài luôn, trong xe cực kỳ thể thao. Ngoài ra, điểm nhấn của Sonic đó chính là cái phần đầu đèn được thiết kế cực kỳ sắc sảo, nhìn rất là Transformer và robot. Còn về so về sức mạnh thì phải nói đến Sachi. Trong khi sức mạnh của Sonic chỉ tầm khoảng 15 tới 16 mã thì Sachi có phần mạnh mẽ hơn khi trang bị động cơ hơn 19 mã lực, cực kỳ mạnh mẽ trong phân khúc. Tất nhiên, khi chạy xe Sachi anh em cần có tay lái tốt và kiểm soát tốc độ tốt thì sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Anh em nào chúng ta là tay lái mới thì nên chọn Sonic sẽ dễ kiểm soát hơn. Về trang bị có thể nói là Sachi chúng ta vẫn có phần hơn khi được trang bị đồng hồ đẹp hơn nè, có thể chỉnh nhiều thông số hơn là Sonic. Với sức mạnh tầm khoảng 19 mã lực thì Sachi cần trang bị cho mình một con heo hai bít và đĩa có đường kính lớn và đẹp hơn rất là nhiều, trong khi Sonic vẫn là heo một bít. Ngoài ra thì Sachi có thêm một cái trang bị tiện dụng hơn, đó chính là cái phần cớ phía trước giúp cho chiếc xe chúng ta có thể để đồ thích hợp cho anh em chúng ta đi đường xa. Và cuối cùng về mức giá, hiện tại Suzuki cũng rất là quan tâm về muốn bán Sachi nên đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ nhiều cho cái dòng Hyper Underborn ở bên mình, nên mức giá Sachi chỉ còn khoảng tầm khoảng 50 tới 54 triệu bao VT, còn riêng về Sonic vẫn giữ giá ổn định hơn tầm khoảng 59 tới 61 triệu bao VT. Tóm lại, anh em nào muốn chạy Sonic thì mình nghĩ thích hợp với lại tay lái mới hơn. Còn anh em nào chúng ta đã rành về xe Taycan, muốn trải nghiệm một cái tốc độ vượt trội hơn, mạnh mẽ hơn thì nên chọn Sachi nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Anh em nào muốn xe thì liên hệ với số hotline 05286 95970 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nha anh em, hoặc là anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng 197 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức. Mình sẽ để đường link mô tả và đường link địa chỉ ở phía dưới mô tả cho anh em dễ liên lạc ha. Cảm ơn, xin chào anh em và hẹn gặp lại.